Khó ăn đấy. Bảo rồi, chơi đồ lớn thì không chịu. Năm phút chưa bắt được. Được chưa, mệt chưa? Má mình đi vượt thôi. Cái gì anh đó mà bảo rồi chơi thảo lớn không chịu. Tôi về chỗ tôi ngồi quay sướng hơn. Mệt quá. Sáu phút rồi nha. Nhanh 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 nhanh. TikTok nó cho có 10 phút thôi. Con gì đây? Lên. 1 mét nữa. Con này phải 18 cân. Bỏ bằng chép. Chép 50% chép. Chép thôi cho tôi, nó chạy như gì rồi. Ôi, 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 ôi. Nguy hiểm lắm này, không kịp trở tay đâu. Rồi 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 rồi, nữa nữa nữa. Mà phát trực tiếp ngon đấy. Khỏe. 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 F F F F F mẫu mẫu F F cứng cho nó mệt đi, không dễ nữa. Lý thật. Lại có đất, lại có 40 mét đi. Ôi ơi, eo ơi, ghê ghê vậy. Ôi trời ơi, trời. Cho theo. Cho theo lấy dọn này. Cho theo lấy hết lại. Cho theo. Mà người măn nữa. Cho lấy. Chào mẹ, 10 phút rồi là. Lên con nổ luôn. Con này là khoảng 18 cân. Téo ngô mạn ở đấy. Đây là sư gì, cái đó. 9, 9, 9 phút 17 giây luôn rồi. Tao đứng đó luôn đi. Mẫu có gấm nơi tay mà nơi căn một mạng húp đã nên ôm nơi căn mà phụt lại lúc sẽ bị phao mà phút lòng này nơi lên đi. Con gì đây, con gì đây? Nhảy lên. Đến rồi đấy.
Tu. Trôi hả? Trôi cũ. Em ơi. Sao lại chậm. Điện đã mất rồi. Trôi đây mọi người ơi. Snai ai nung mà dọc luôn snai ai bra bị một phút trời ơi có nó vác dài mỏm nè con này đầu ba đi câu rô phi thì mình không ăn trôi đâu. Hả? Chắc là xem ai tụi mình đấy. Trôi trắm. Từ từ dính hai lưỡi rồi. Oh yeah! Yes! Lên 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 lên.